chưa thể hiện đành ở à, cho các bạn nhé, mình sẽ test mic và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu buổi chia sẻ về thuyết trình ngày hôm nay. À, lâu lắm rồi thì mới uh, live stream uh, tiếp tục uh, chia sẻ cho các bạn về một trong số những cái chuyên đề và mình nghĩ rằng là cũng sẽ rất là nhiều người cần đó chính là cái kỹ năng về thuyết trình và khả năng diễn đạt các bạn biết rằng đây là một trong những à, vậy thì là tất cả những ai mà mong muốn là muốn hoàn thiện và học tập cho mình những cái kiến thức liên quan đến uh, thuyết trình và khả năng diễn đạt của mình thì các bạn chúng ta có thể là theo dõi live stream ngày hôm nay tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn những cái kiến thức để chúng ta có thể uh, có cho mình một cái định hình nó rất là rõ ràng trong việc các bạn phát triển cái khả năng thuyết trình của mình, à, các bạn biết rằng là các bạn đều là những người uh, kinh doanh, đều là những người đang phải bán một sản phẩm nào đó, thì cái việc mà chúng ta sẽ cần phải rèn luyện cho mình những cái kiến thức liên quan đến cái uh, phong cách, cái khả năng diễn đạt của mình, cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn và thuyết trình đám đông là thứ rất quan trọng và đặc biệt là dành cho những ai mà đang đóng vai trò là mình đang làm lãnh đạo, mình đang làm leader và thậm chí là những nhà đào tạo thì chắc chắn là kỹ năng thuyết trình nó rất là quan trọng rồi à, nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng thưa các bạn nó không hề dễ dàng một chút nào đâu lại kể một cái câu chuyện ngày hôm nay thì cũng có một số những anh chị cũng gọi điện cho tôi và nói rằng là minh ơi ngày mai chị đang cần phải làm cái này ngày mai thì anh đang cần phải làm cái kia thì lúc đó mới bắt đầu mới ớ ra là là gì ạ là cái kỹ năng thuyết trình nếu như mà không có sự chuẩn bị thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khó để làm cho nên mình cũng chỉ muốn các bạn là gì ạ, các bạn đừng có nghĩ rằng là ngày hôm nay mình chưa cần đến nó thì mình sẽ không cần phải học. Mà bắt buộc là gì? Là chúng ta cần phải có đó như là một trong những cái mục tiêu, có đó là một trong những cái công cụ mà các bạn chúng ta sẽ cần phải rèn luyện. Và sau đó chúng ta có thể sử dụng nó cho bất kỳ một hoạt động nào nhé. À, vậy thì ngày hôm nay thì uh, tất cả những ai mà uh, đang thấy rằng là mình đang cần phải hoàn thiện cái khả năng thuyết trình của mình thì tôi muốn các bạn chúng ta hãy cùng nhau là xem livestream ngày hôm nay và sau đó là tôi có muốn các bạn chúng ta cũng sẽ gọi là dành những cái câu hỏi để tương tác cùng với live stream thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn trên cái kinh nghiệm của mình và tôi chia sẻ thêm một chút là gì ạ rất là nhiều người khi mà chúng ta thức trình ấy gặp rất nhiều cái lỗi cái lỗi thứ nhất liên quan đến cái khả năng diễn đạt của các bạn có những người hiểu nhưng mà chúng ta trình bày là không biết là trình bày và phải nói như thế nào có những người thì nói rất nhanh có những người thì nói quá chậm có những người thì nói quá to có những người thì nói quá nhỏ Có những người thì nói không rõ từ rõ chữ Đó vậy thì các bạn hãy cùng xem rằng mình thuộc cái tip nào nhé Có những người hiểu vấn đề Nhưng mà chúng ta không biết cách trình bày như thế nào cho nó hay Nó hấp dẫn và nó thu hút Có những người thì cũng hiểu vấn đề Nhưng mà trình bày lại quá dài dòng văn tự Thì thưa các bạn cần phải chỉnh lại nhé Yếu tố thứ hai trong thuyết trình này Giọng nói là một trong những phần rất là quan trọng của những người thuyết trình các bạn biết rằng là chúng ta cần phải tạo cảm xúc, chúng ta cần phải tạo ra được rất nhiều những cái sự thu hút thông qua cái giọng nói của bạn phải không nào có những người thì nói quá to có những người nói quá nhỏ giọng nó cứ đều đều không có điểm nhấn nhá nó sẽ làm cho người nghe cảm thấy rất là nhàm chán thay vì đó bạn sẽ cần phải thay đổi cái tông giọng của mình bạn sẽ cần phải biết cách biến tấu nó để làm sao thu hút được cái góc nhìn và cái sự tương tác của mọi người và trong thuyết trình yếu tố giọng nói cũng rất rất là quan trọng các bạn nhớ nha rất là quan trọng tôi xin nhắc lại là với tất cả những ai có câu hỏi nào các bạn chủ động các bạn comment phía dưới thì tôi sẽ vừa live stream tôi sẽ vừa nhìn trên máy tính của tôi và tôi sẽ cùng tương tác với các bạn trong cái câu hỏi của mình vậy thì tất cả những ai đang xem và thấy văn minh live stream các bạn hãy cùng nhau gửi một lời chào nào đó được không nào tôi rất muốn các bạn chúng ta hãy cùng nhau gửi một lời chào nào đó trước khi mà tôi sẽ phân tích rất sâu về những điểm yếu về những vấn đề về lộ trình mà chúng ta sẽ cần phải làm cần phải học để chúng ta có thể phát triển kỹ năng thuyết trình của mình tốt hơn và các bạn biết rằng là đây là một trong những cái kỹ năng mà chúng ta cần có thời gian nhé chúng ta cần có thời gian để có thể để có thể phát triển bản thân để có thể thay đổi nó mỗi ngày chứ không có chuyện là ngày hôm nay các bạn học xong một khoa học nào đó các bạn chuyên nghiệp ngay ở đâu nó sẽ hoàn thiện một phần nào đấy nhưng chắc chắn là gì là các bạn cần thời gian để trau dồi nhưng quan trọng các bạn phải làm đúng phương pháp thôi thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn và À, thưa các bạn xin được nhắc lại là tất cả những ai đang xem à, tất cả những ai đang xem live stream ngày hôm nay à, hãy cùng comment một lời chào nào đó được không ạ để văn minh biết rằng là à, những ai thấy được live stream này hãy cùng comment một lời chào phía dưới nhá có thể comment là xin chào được không nào à, những ai mà à, quen biết hay là không quen biết các bạn cũng sẽ comment để mình cũng sẽ cố gắng để mình sẽ à, chia sẻ các bạn những cái à, thông tin và biết rằng là các bạn đang làm và biết rằng là các bạn đang có những vấn đề gì để chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau nhé một là các bạn hãy comment một lời chào nào đó cái thứ hai là các bạn có thể comment những cái vấn đề mà mình đang cảm thấy rằng mình đang gặp phải trong cái việc chúng ta phát triển về kỹ năng thuyết trình và khả năng diễn đạt của mình thì các bạn cũng sẽ comment ở phía dưới nhé và tôi rất là muốn các bạn chúng ta tương tác thật nhiều thật nhiều thật nhiều được không nào ngoài ra là các bạn có thể comment thêm cho tôi một cái việc là cái công việc hiện tại của các bạn đang làm trong lĩnh vực nào để từ đó tôi cũng sẽ có được những cái nhận định và sẽ có được những cái uh, nhận định cũng như là cái sự hỗ trợ các bạn tốt nhất về cái kỹ năng thuyết trình của các bạn nha. Ok. Uh, gửi lời chào đến với uh, anh Phong, gửi lời chào đến với tất cả các bạn uh, đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Uh, tôi muốn các bạn chúng ta hãy cùng nhau comment những cái vấn đề của mình Thì tôi sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ cùng nhau là phân tích. Ở uh, phân tích nha. Tôi đang đọc một số comment các bạn đây. OK gửi lời chào đến bạn Thu Hiền nhé, một cô gái ở trong miền Nam. Gửi lời chào đến bạn Ngoan. OK thầy làm thế nào để thuyết trình hay mà ngắn gọn thầy ơi? Các bạn biết rằng là cái kỹ năng đó là một phần rất là quan trọng nhưng mà để có được một bài thuyết trình nó thành công ấy nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Nó không cứ phải nằm ở kỹ năng đâu. Kỹ năng đó là cái công cụ để các bạn diễn đạt những cái thứ mình có. Những thứ các bạn là gì các bạn nói hay nhưng cái nội dung của bạn nó không có sức hút cái cách diễn đạt của bạn tốt nhưng mà nội dung của bạn không có sức hút thì nó cũng sẽ không tạo nên được cái kết quả tốt đâu cho nên một cái người thuyết trình thành công ấy nó nằm ở nhiều yếu tố sau đây này một đó là bạn sẽ cần phải thuyết trình cái nội dung của mình nó phải chính xác nó phải ngắn gọn nó phải xúc tích nó phải có giá trị cho người gì đó, cho người nghe các bạn nhớ nhá nó phải có giá trị cho người nghe còn nếu như cái nội dung bạn nói đúng không ạ nó không có giá trị cho người nghe thì các bạn tất cả yếu tố còn lại nó không có nó sẽ không có giá trị gì các bạn nhớ nhé cho nên việc các bạn cần phải định hình nội dung nói là thứ cực kỳ quan trọng Lát tôi sẽ nói cho các bạn cái câu chuyện là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cái nội dung đó như thế nào cho nó hay Các bạn nhớ nhá Một là yếu tố nội dung Yếu tố thứ hai Khi mà nội dung của bạn rất là hay rồi Nhưng mà cái khả năng diễn đạt của bạn nó chưa thực sự là tốt Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần phải học và rèn cho mình cái khả năng diễn đạt Khả năng diễn đạt là gì? Đó là khả năng chuyển hóa cái kiến thức của bạn thành ngôn từ và được truyền tải thông qua lời nói của bạn. Nhớ nhá. Khả năng diễn đạt đó là khả năng chuyển hóa kiến thức của bạn thành ngôn từ được truyền tải thông qua lời nói của bạn. Thì các bạn sẽ cần phải rèn cho mình một khả năng diễn đạt tốt. À, rất nhiều người rất giỏi chuyên môn như một chuyên gia vậy thôi, nhưng mà do là khả năng diễn đạt của bạn nó không được chuyên nghiệp, dẫn đến trường hợp là các bạn nói nó không được tự tin, không được dứt khoát thôi. Mà cái này cần có thời gian, cần có thời gian để tập để rèn mỗi ngày nhá. Rèn mỗi ngày rất quan trọng đấy. Ở cái thứ ba là chúng ta sẽ cần phải học cho mình một cái phong thái cái ngôn ngữ hình thể đó là thứ rất là quan trọng cái phong thái cái ngôn ngữ hình thể là thứ rất là quan trọng để có thể thu hút được ánh mắt của người nghe các bạn nhớ nhá cái ngôn ngữ hình thể cái phong thái là thứ rất quan trọng để có thể thu hút được ánh mắt của người nghe cho nên ý, các bạn chúng ta sẽ cần phải rèn cho mình từ cái tay chân từ cái cử chỉ từ cái cách mà chúng ta di chuyển ở trên sân khấu cái cách mà chúng ta tương tác với mọi người tất cả những điều đó chúng ta sẽ cần phải tập phải rèn được chưa? Một là các bạn tự học, các bạn tìm kiếm những người thầy ở những video hay các bạn học theo. Hai là các bạn đầu tư cho mình những khóa học bài bản về thuyết trình nha. Được chưa? Để cho các bạn có thể thay đổi được điều này. Ok. Và một yếu tố quan trọng nữa khi mà chúng ta muốn thuyết trình thành công này, đó chính là cái khả năng tương tác. Các bạn nhớ nhá, khả năng tương tác và đặt câu hỏi. Một cái người thuyết trình thành công ấy, các bạn sẽ không thể nào chúng ta nói thao thao bất tuyệt được. Mà chúng ta sẽ cần phải có một khả năng tương tác, một khả năng nhìn nhận vấn đề để chúng ta có thể tương tác với người nghe và đưa ra những cái gì ở những cái lời chia sẻ nó phù hợp với cái mong muốn và nhu cầu của họ. Các bạn nhớ nhá. Và ngày hôm nay nếu các bạn đã cảm thấy rằng đây là một cái live stream, một video, một live stream hay có giá trị, thì các bạn chúng ta có thể là chủ động tăng tên những người bạn của mình vào trong live stream ngày hôm nay. Thì tôi rất là vui nếu như mà những kiến thức của mình được chia sẻ và được lan tỏa đến với nhiều người hơn và nó cũng là một phần nào đó để cho tôi có thêm cái cảm xúc để tôi chia sẻ nhiều những kinh nghiệm những giá trị của mình đến với mọi người ok và bây giờ nha chúng ta có thể tăng những người bạn của mình vào trong live stream ngày hôm nay để chúng để họ có thể có cơ hội được học hỏi được uh, giao lưu uh, được uh, kết nối đúng không ạ được chia sẻ với nhau và tất cả các bạn có những cái câu hỏi nào liên quan đến cái kỹ năng của mình và cần phát triển nó, các bạn hãy cùng nhau comment về dưới nhé comment về dưới Ok, lại quay trở lại với cái câu chuyện là những cái vấn đề mà chúng ta hay gặp phải đúng không ạ? Một, đó là vấn đề nội dung. Tức là nội dung của các bạn trình bày trong thuyết trình nó không có chiều sâu, nó không được hay, cái ngôn từ các bạn dùng nó quá đơn giản là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khả năng diễn đạt của các bạn. Có những người nói quá dài dòng, có những người nói quá đơn giản, có những người nói thì lấp bấp nó không đi vào trọng tâm. Các bạn nhớ nhé, thì các bạn cần phải chỉnh những cái này. Và yếu tố thứ ba là giọng nói, giọng nói của một người thuyết trình rất là quan trọng nó nó quyết định được cái yếu tố là tạo được cảm xúc cho người nghe cho nên các bạn chúng ta sẽ phải làm gì chúng ta cần phải rèn cho mình một cái chất giọng nó hay hơn nó tự tin hơn chất giọng là một phần thôi quan trọng là gì là cái cách bạn nói nó phải hay giọng nó phải to nó phải rõ ràng nó phải dứt khoát và đôi khi nó phải nó phải lưu loát một chút và nếu như bạn thấy rằng là chúng ta phải phải linh hoạt thêm một chút về giọng nói của bạn đó là yếu tố quan trọng của người thuyết trình À, tiếp theo đó là các bạn chúng ta sẽ cần phải có cho mình một khả năng gọi là quản lý và điều hành đám đông à, đa số các bạn là chúng ta không biết cách quản lý điều hành đám đông như thế nào à, tức là đó là khả năng thay đổi hành vi cảm xúc của người khác các bạn thấy họ nói chuyện các bạn thấy họ không tương tác các bạn thấy họ không nghe nhưng các bạn không biết làm thế nào để có thể thu hút họ quay trở lại với bài ấy, bài chia sẻ bài giảng hay là đào tạo của bạn thì cái này các bạn phải tập rất là nhiều một điểm yếu nữa của nhiều người đó là khi mà chúng ta không tự tin thì các bạn chúng ta sẽ không biết cách điều khiển cái ngôn ngữ hình thể của mình như thế nào Cái tay, cái chân, cái việc di chuyển, cái ánh mắt, cái cử chỉ Ngay cả cái việc các bạn cười thôi Nó cũng cảm thấy cái gì đó nó hơi ngượng nghịu, đúng không ạ? Hơi ngượng nghịu một chút Thì đây cũng là những cái vấn đề mà tôi tin rằng là rất rất nhiều người đang gặp phải Và các bạn biết rằng là uh, nếu như bạn là một cái người làm uh, làm đào tạo Hay là bạn là một cái người mà hay về chia sẻ nhiều ấy Thì cái yếu tố này nó cực kỳ quan trọng Các bạn nhớ là cực kỳ quan trọng, thuyết trình cực kỳ quan trọng vì nó sẽ là cái mắt xích để thu hút mọi người các bạn biết rằng thậm chí ngày hôm nay các bạn làm youtube các bạn livestream hay là các bạn quay một video nào đó đúng không ạ thì khả năng thuyết trình là số 1 các bạn nhớ nha là số 1 nội dung hay nhưng mà khả năng nói không tốt thì cuối cùng là cái hiệu quả cũng không tốt thôi cho nên tôi khuyên các bạn là chúng ta phải tập thuyết trình đi đó học thuyết trình nó có rất nhiều cái lợi thế nó có rất nhiều những cái lợi thế giúp cho các bạn có thể hoàn thiện mình hơn mỗi ngày được chưa nó giúp cho các bạn bản lĩnh hơn này nó sẽ giúp cho các bạn rèn luyện kỹ năng nói, khả năng diễn đạt của mình tốt hơn này. Nó sẽ giúp cho các bạn uh, có thể uh, phát triển những cái kỹ năng khác như là giao tiếp, như là đàm phán, như là xây uh, uh, như là đàm phán đúng không ạ? Hay live stream những kỹ năng khác nó sẽ bổ trợ rất rất là tốt. Và tiếp theo khi mà bạn sở hữu một kỹ năng thuyết trình tốt thì cái cơ hội công việc của bạn cũng tốt rất là nhiều. Bạn sẽ nhận được nhiều sự yêu ái nhiều hơn đó. Và cái việc nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc các bạn sẽ phát triển thương hiệu cá nhân. Các bạn biết rằng là muốn làm YouTube, muốn phát triển fanpage muốn phát triển gì ở tiktok thì chúng ta cần phải có khả năng nói đúng không ạ chứ nói không tốt thì ai người ta xem phải có các bạn nói không tốt thì ai người ta xem nói không hay thì ai người ta nghe cho nên các bạn bắt buộc chúng ta phải phải trau dồi và tiếp theo khi mà bạn sở hữu cho mình một khả năng thuyết trình tốt rồi tôi khẳng định rằng cái công việc các bạn sẽ rất là thuận lợi và cái thu nhập của các bạn nó sẽ rất là tốt các bạn nhớ nhá sẽ rất là tốt một cái giá trị nữa đó là cái cơ hội thăng tiến của bạn trong công việc nó sẽ rất là cao người có khả năng thuyết trình tốt thì chắc chắn các bạn có khả năng đào tạo, khả năng training, khả năng nhân bản, truyền cảm hứng cho người khác rất là tốt thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để chúng ta có thể là gì ạ? Có thể là phát triển được cái công việc của bạn được tốt hơn, tốt hơn tốt hơn. Và bao nhiêu bạn thấy rằng đây là những cái giá trị tuyệt vời mà nó mang lại từ cái từ cái kỹ năng thuyết trình của mình các bạn có thể comment là là đúng được không ạ? Bao nhiêu bạn thấy những điều này là đúng, các bạn hãy comment đúng được không nào? Bao nhiêu bạn thấy đúng comment đúng nha. À, ok và các bạn hãy cùng comment những cái câu hỏi của các bạn đi ạ à, Vâng ạ, gửi lời chào đến bạn Trường nhé Gửi lời chào đến uh, chị Thánh Tú này Các bạn hãy cùng comment những cái vấn đề của mình ở phía dưới Thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn Và nghiệp vụ, các bạn biết rằng là nghiệp vụ uh, đào tạo, training đúng không ạ Nó chính là thuyết trình đấy Nó chỉ có thêm một cái là gì ạ Nó có thêm là thuyết trình cộng với nghiệp vụ sư phạm thôi Và các bạn rằng nghiệp vụ sư phạm Tức là chúng ta phải, nó khác ở một ở thuyết trình ở một chỗ là gì ạ Thuyết trình ấy là các bạn chỉ được trình bày cái thứ mà bạn có để cung cấp cho người khác thôi. Nhưng nghiệp vụ sư phạm là ngoài việc các bạn các bạn ngoài cái việc ấy mà các bạn phải thuyết trình, các bạn trình bày cái thứ bạn có cho người khác là bạn cần phải có một cái phương pháp để giúp họ thực hành, để giúp họ tương tác, để giúp họ có thể luyện tập thì cái đó là nghiệp vụ của những người làm đào tạo, nghiệp vụ của những người làm chuyên đình. Và nếu như bạn mà có được khả năng này thì tôi tin rằng là nó sẽ giúp cho các bạn phát triển cho công việc rất rất là lớn. Và tôi thấy rằng điểm yếu của rất nhiều các doanh nghiệp bây giờ đó là khi mà chúng ta tuyển dụng về một lượng nhân sự đúng không ạ? Nhỏ thì không sao, nhưng khi nhiều rồi. Khi nhiều rồi đúng không ạ? Thì chúng ta không biết cách đào tạo nhân sự như thế nào. Đào tạo không hay thì nó không nghe, nó không thích đúng không ạ? Mà thuê ngoài thì chúng ta lại mất rất nhiều chi phí tốn kém. Cho nên là cái các bạn cần phải làm bây giờ là chúng ta cần phải trau dồi cho mình ngay từ bây giờ. Nếu như các bạn thực sự muốn phát triển cái công việc của các bạn nhớ nha, phải rèn cho mình khả năng thuyết trình thật tốt và được chưa ạ? Muốn thuyết trình tốt thì nó song song giữa việc chúng ta rèn luyện kỹ năng Thì bạn phải giỏi một thứ gì đó Các bạn comment đi ạ Muốn thuyết trình tốt là chúng ta phải thật giỏi một cái chuyên môn nào đó Các bạn nhớ nhé Chứ nếu như các bạn thuyết trình mà các bạn không giỏi một cái chuyên môn nào đó Thì các bạn trình bày cái gì Các bạn trình bày cái gì đây Cho nên các bắt buộc các bạn phải gì Bắt buộc các bạn là phải gì ạ Bắt buộc các bạn là chúng ta phải thật giỏi một cái gì đó và chúng ta đưa ra cho mình một cái key riêng Đưa ra cho mình một cái quan điểm cá nhân riêng Và chúng ta dùng cái điều đó chia sẻ cho người khác Và live stream, tư vấn, bán hàng, đào tạo, dinh, Tất cả những yếu tố đó nó chỉ nằm trong hai từ thuyết trình thôi Các bạn nhớ nha, tất cả những điều đó nó nằm trong hai từ thuyết trình Và nếu như các bạn chúng ta không phát triển được điều này thì thưa các bạn thực sự là tiếc Thực sự là tiếc Và thưa các bạn là có những người à, Đúng rồi, các bạn hãy comment nha Chúng ta muốn thuyết trình giỏi, các bạn hãy Muốn thuyết trình giỏi, các bạn hãy phải thật thật giỏi một cái chuyên môn nào đó đã. Một người thuyết trình thành công ấy, họ phải thật giỏi một chuyên môn nào đó. Cộng thêm là họ phải thật giỏi một kỹ năng nào đó. Các bạn nhớ nhá họ phải thật giỏi một chuyên môn và thật giỏi một kỹ năng để truyền tải. Cái sự khác biệt giữa người thuyết trình chuyên nghiệp là họ có khả năng truyền tải trước đám đông. À, thưa thứ bạn thay vì đó các bạn ngồi các bạn tư vấn cho một hai người thì một ngày các bạn tư vấn đâu đó chục người là nhiều. Nhưng nếu như các bạn xuất điện trước live stream như thế này hoặc các bạn xuất điện trước đám đông, các bạn có thể thuyết trình cùng một lúc cùng một thời điểm, cùng một công một cái công sức cùng một kiến thức như vậy thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể thuyết trình gì hoàn toàn có thể thuyết trình trước hàng trăm người hàng ngàn người các bạn nhớ nha và tôi cũng chỉ khuyên các bạn là chúng ta phải học tập chúng ta phải trau dồi nó mỗi ngày và ngày hôm nay tôi muốn các bạn chúng ta hãy comment hãy comment cái vấn đề của các bạn vào trong livestream ngày hôm nay được không ạ và tôi cũng muốn các bạn chúng ta hãy cùng nhau tang tên những người bạn của mình vào trong livestream ngày hôm nay để tôi để tôi có thể thấy được rằng là tôi cứ rất muốn các bạn chúng ta hãy chia sẻ những điều này đến với nhiều người hơn để mang lại một cái giá trị nào đó. Tôi rất là muốn cái livestream ngày hôm nay được kết nối đến với nhiều người để lan tỏa những cái kinh nghiệm, những cái giá trị mà tôi đã trải qua để có thể hỗ trợ mọi người nhiều hơn nhé. Hãy cùng comment đi ạ, các bạn hãy cùng comment, hãy cùng comment cái câu hỏi và những vấn đề của các bạn được không nào? Và bao nhiêu bạn thấy rằng những kiến thức mà tôi vừa chia sẻ nó thực sự đúng hãy cùng comment đi ạ, comment đi nhé. Rồi và sau đây này tôi sẽ cho các bạn biết được rằng là khi mà chúng ta phát triển cái công việc thuyết trình ấy, các bạn đừng có ngồi hay là nằm mơ nhé đừng có nằm mơ là gì là ngày hôm nay mình đi học xong hay là mình mình tập một vài lượt xong là mình thành chuyên gia đâu các bạn nhớ nhá không có chuyện như vậy đâu mà chúng ta cần có một cái lộ trình rất rõ ràng và các bạn chúng ta hãy cùng nhau hiểu rõ cái lộ trình đó nó sẽ cần phải đi như thế nào và các bạn sẽ cần phải mất bao nhiêu thời gian để các bạn làm được điều này ở các cấp độ thuyết trình nó sẽ có các cấp độ sau đây và ai cũng sẽ phải trải qua những cấp độ như thế này và các bạn hãy cùng xem là mình đang ở cấp độ mấy nhá Ai cũng sẽ phải trải qua những cấp độ như vậy thôi Các bạn muốn lên được tầng 3 Thì các bạn phải đi qua tầng 2 Đúng không ạ? Muốn lên được tầng 2 phải đi qua tầng 1 Muốn lên được tầng 10 phải đi qua tầng 9 Các bạn nhớ nha Còn nếu như mà các bạn đi theo một hình thức nào đó nó đặc biệt ý, Thì nó hy hữu nó hy hữu Và thứ hai là nó không bề Mà bắt buộc nó phải có một cái lộ trình đi lên Rất là rõ ràng trong việc các bạn phát triển bản thân Các bạn muốn kiếm được 1 tỷ Thì các bạn phải học cách kiếm được gì ạ? 500 triệu, 800 triệu Muốn kiếm được 500 triệu thì các bạn phải học cách kiếm được 300 triệu, 200 triệu. Muốn kiếm được 100 triệu các bạn phải học cách kiếm 50 triệu. Muốn kiếm được 50 triệu các bạn phải học cách kiếm 10 triệu, 20 triệu, phải không nào? Muốn kiếm được 5 triệu, 10 triệu các bạn phải học cách kiếm một vài trăm ngàn đã. Cho nên chúng ta phải gì? Cái gì thì cái nó sẽ có một cái lộ trình rất rất là rõ ràng trong cái việc các bạn phát triển cái năng lực bởi thuyết trình của mình. Cấp độ 1 này. Cấp độ 1 nha. Cấp độ 1 đó là các bạn đứng trước đám đông là các bạn không biết nói gì cả không biết nói gì cả. Các bạn nhớ nhá, không biết nói gì cả là cấp độ đầu tiên. À, các bạn thấy hay hãy chia sẻ livestream này nhé. Các bạn thấy hay hãy chia sẻ livestream. Còn tôi sẽ vừa nhìn màn hình và tôi sẽ vừa tương tác ống kính với các bạn để chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn. Có điều gì muốn nói hãy cứ comment phía dưới nhé. Các bạn có điều gì muốn nói hãy comment ở phía dưới. Tôi rất muốn các bạn chúng ta hãy chia chia sẻ livestream và tương tác nhiều hơn để tôi có thể chia sẻ và có thêm cái cảm xúc để chia sẻ các bạn thật là sâu nhá. Ở à, cấp độ số 1 đó là cấp độ là gì ạ? Cấp độ số 1 đó là cấp độ các bạn đứng đám đông các bạn không biết nói gì là cấp độ thuyết trình nhé. Cấp độ số 2 này, cấp độ số 2 này, đó là các bạn nói theo kiểu là chập chững ấy. À, 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 xin xin chào à, à, tất cả các các, các chị, à, em à, xin xin được à, giới thiệu tức là chập trứng. Tức là nó có giai đoạn thứ hai là như vậy. Giai đoạn thứ ba là các bạn sẽ nói theo kiểu tròn vai, tức là lên cũng chào hỏi vài câu xong là xong, không biết nói gì cả. ở Đó là cấp độ tốt hơn là cấp độ gì ạ? Là cấp độ tròn vai cấp độ số 4 cấp độ số 4 này đó là các bạn sẽ nói một cách rất là gọi là tự tin các bạn nhớ nha nhưng mà tự tin nó chưa phải là vấn đề gì đó nó to tác đâu có bao giờ các bạn thấy cái trường hợp là một ai đó lên sân khấu đứng đúng, đúng không ạ rồi trình bày rất là máu lửa rất là tự tin đúng không ạ nhưng mà nó không hay đúng không? nó cũng không đi vào vấn đề từ không trợ thì cái nó gọi là mức độ tự tin thôi, tức là các bạn không sợ thôi đó là cấp độ số 4 nhé còn cấp độ số cao hơn này cấp độ cao hơn của cấp độ tự tin đó là chúng ta trình bày gì ạ? Chúng ta trình bày có sự lưu loát, các bạn nhớ nhá. Trình bày có sự lưu loát. Trình bày có sự lưu loát. Ừ, tức là các bạn diễn đạt một cái gì đó nó trơn tru, nó không bị vấp thì gọi là lưu loát. Ừ, khả năng nói lưu loát tức là chúng ta diễn đạt một cái gì đó nó không bị vấp, nó không bị gián đoạn thì gọi là lưu loát, các bạn nhớ nhá. Còn nếu như các bạn trình bày cái gì đó mà nó gì ạ? Nó vừa phải nói vừa phải nghĩ đúng không ạ? Và cứ vấp lên vấp xuống ấy thì đó chưa phải là lưu loát đâu. Các bạn nhớ cho mình điều này. Và cao hơn cấp độ lưu loát này. Cao hơn cấp độ gọi là số 5. Đó là cấp độ chúng ta sẽ nói một cách gì ạ? Một cách là hoạt ngôn, hoạt ngôn các bạn nhớ nhá. Tức là chúng ta sẽ linh hoạt giữa rất nhiều các kiến thức khác nhau, các nội dung khác nhau, các hoàn cảnh khác nhau, các đối tượng khác nhau, các sân khấu khác nhau. Chúng ta luôn luôn có sự linh hoạt giữa nhiều kiến thức, giữa nhiều trường hợp, đúng không ạ? Giữa nhiều tình huống với nhau. Thì mình muốn các bạn chúng ta hãy vừa nghe vừa comment phía dưới nhé vừa comment phía dưới để chúng ta sẽ cùng nhau tương tác với nhau nhiều hơn và đây là những kiến thức mà mình cho đi hoàn toàn miễn phí cho đi hoàn toàn là từ tận tâm của mình cho nên mình rất muốn mọi người khi đã xem chúng ta phải tương tác nhiệt tình lên tránh trường hợp là xem mà không tương tác thì thực sự là rất là buồn rất là buồn nhé mọi người phải tương tác nhiều hơn nhiều hơn được chưa cấp độ số 6 này đó là chúng ta sẽ trình bày một cách là gì hoạt ngôn Uh, một hoạt ngôn là một trong những cái cấp độ mà tôi nói thật luôn các bạn là gì ạ <laughs> là tôi muốn các bạn chúng ta phải đạt đến cấp độ này ít nhất là các bạn phải đạt đến cấp độ này tức là chúng ta nói cái gì đó nó phải trơn tru nó phải hoạt ngôn linh hoạt giữa trường hợp khi mà chúng ta gặp gỡ một ai đó chúng ta tương tác với một ai đấy với một nội dung nào đó vậy thì người muốn nói hoạt ngôn ấy thì bạn phải có trải nghiệm nhiều bạn phải có kiến thức nhiều thì mới hoạt ngôn được các bạn hoạt đó là gì đó là linh hoạt ngôn là gì là ngôn từ bản chất của ngôn từ nó chỉ là hiện thân của kiến thức thôi. <laughs> nhớ nha. Các bạn comment câu này đi ạ. Ngôn từ nó là hiện thân của kiến thức các bạn nhớ nhá. <laughs> ngôn từ là hiện thân của kiến thức, là hiện thân của trải nghiệm. Các bạn comment đi ạ, ngôn từ là hiện thân của kiến thức, là hiện thân của trải nghiệm. Cho nên ấy, <laughs> các bạn muốn hoạt ngôn thì các bạn phải có một cái lượng kiến thức rất là dày dặn. Các bạn phải có một cái lượng gì ạ? Trải nghiệm, một cái kinh nghiệm một thời gian trải nghiệm đủ lớn để các bạn có thể hoạt ngôn, <laughs> hoạt ngôn. Nhưng mà có những người thì kiến thức đủ lớn, trải nghiệm đủ lớn nhưng lại không biết cách diễn đạt như thế nào. Cái đó chúng ta phải gì? Học cách viết ra những cái thứ mình có. <laughs> các bạn nhớ nha. Học cách viết ra cái thứ mình có. Sau đó chúng ta phải tập nó rất rất nhiều lần. Không có cái câu chuyện là ngày hôm nay các bạn ngồi tập một lần mà các bạn gì ạ? <laughs> không có cái chuyện là các bạn ngồi tập một lần mà các bạn à, tự tin hoạt ngôn đâu. Mà nó cần thời gian nhé nó cần thời gian để có thể để có thể phát triển, phát triển bản thân. <laughs> ok và cấp độ tiếp theo này, à, cấp độ cao hơn cả hoạt ngôn, đó là sự khéo léo các bạn nhớ nhá. Tức là chúng ta vừa linh hoạt rồi mà chúng ta nói chuyện rất là khéo léo, à, nó sẽ có thêm những cái vấn đề, có thêm những cái tình huống xảy ra trên sân khấu. Nó sẽ có thêm những cái vấn đề xảy ra trong quá trình chúng ta trình bày và diễn đạt một thứ gì đó thì các bạn sẽ cần phải có cái sự khéo léo. Vậy thì người muốn có được khả năng khéo léo ấy thì nó phải áp dụng được cái tư duy phản xạ của bạn. Cái khả năng nhận định vấn đề cái khả năng nhìn nhận con người các bạn nhớ nha. thì chúng ta mới có thể có được cái khả năng uh, trình độ ở mức độ cao hơn đó là cấp độ khéo léo các bạn nhớ nha. nó giống như câu chuyện là gì là bạn nói rất hay rồi nhưng đùng một cái nó có một cái vấn đề một cái câu hỏi xoáy đúng không ạ một cái câu hỏi xoáy của một cái người phía dưới đúng không? xoáy bạn một cái gì đó đúng không ạ mà bạn ấy không biết nói thế nào thì chắc chắn lúc đó bạn bạn sẽ cần phải khả bạn sẽ cần phải sử dụng đến một cái cái kỹ năng một cái khả năng nói chuyện khéo léo của bạn để bạn xử lý vấn đề nó câu giống như câu chuyện trên một đường đua ấy Ở hai người một người là biết ga rất là gì một người biết ga rất là đi rất là nhanh nhưng mà anh ta không biết rằng là gì trước đó nó phải có một đoạn cua nhưng mà anh ta không xử lý khéo léo dẫn đến trường hợp là gì là khi đến đoạn cua đó anh ta bị gì bị hững và khi đó ngay lập tức anh ta gì bị ngã và dẫn đến tai nạn nhưng một chàng trai người ta có kinh nghiệm rồi người ta có sự khéo léo rồi người ta sẽ luôn biết cách quan sát những thứ xung quanh và ngay từ xa người ta đã nhìn thấy được những cái trở ngại như vậy rồi anh ta phải có ngay lập tức phải giảm phải giảm tốc độ và từ đó khéo léo để lượn qua được cái vòng cua như vậy thì cái người có khả năng giao tiếp có khả năng thuyết trình có khả năng tư vấn khéo léo là thứ rất rất là quan trọng nó giống như cái việc các bạn áp dụng vào trong cái việc các bạn bán hàng và tư vấn đấy khách hàng chúng ta họ rất là nhiều màu họ giống như có tất kẻ lúc họ vui lúc họ buồn lúc họ ủng hộ lúc thì họ để chê phải không nào Bao nhiêu bạn thấy đúng các bạn comment đúng được không ạ? Khi mà các bạn kinh doanh bán hàng cũng vậy thôi, lúc thì họ vui, lúc họ buồn, lúc thì họ cười, lúc thì họ cũng không cười, lúc thì họ khen, lúc thì họ chê các bạn. Cho nên là nếu như các bạn không có một cái khả năng ứng biến, không có một khả năng khéo léo trong cái phong cách giao tiếp, trong cái phong cách thuyết trình của bạn thì chắc chắn bạn sẽ rất là khó. Ngày hôm nay bạn giao tiếp là một một, nhưng mà nếu như các bạn thuyết trình các bạn đang đứng trước vài chục người, vài trăm người, đúng không ạ? Vài trăm người. Có phải câu chuyện ít người đâu các bạn. Đứng trước hàng vài trăm người và khi đó là gì? Khi đó bạn đang phục vụ số đông Chứ bạn không phải phục vụ một ai đó nhé Các bạn nhớ nhé Cho nên cái các bạn nói trong trong cái việc các bạn thuyết trình ấy Nó phải phục vụ tất cả mọi người Nó cũng giống như cái câu chuyện mà tôi đang chia sẻ đây này Tôi không có chia sẻ cho một ai một lĩnh vực nào cả Mà tôi sẽ nói cho tất cả các lĩnh vực Mà tôi sẽ nói cho tất cả mọi người Ai ai cũng nghe được Ai ai cũng hiểu Thì đó mới là một cái kỹ năng nó gì ạ Thực sự là cần cái sự chuyên nghiệp Cần đến một cái khả năng linh hoạt Trong cái tư duy và cái góc nhìn của cái người trình bày Các bạn nhớ nha à, Bao nhiêu bạn thấy đúng có thể comment đúng được không nào Bao nhiêu bạn thấy đúng comment đúng được không nào Bao nhiêu bạn thấy đúng comment đúng nha Các bạn đừng quên là hãy chia sẻ live stream ngày hôm nay à, Đừng quên là hãy chia sẻ Live stream Để có thể tiếp cận đến với nhiều người hơn Và mang đến những cái kiến thức tuyệt vời như thế này Đến với nhiều người Và thưa các bạn thì đây là Đây là những cái kiến thức mà tôi sẽ chia sẻ dựa trên những cái trải nghiệm của tôi nhé ở trên mạng nó không có đâu các bạn nhớ nhá, trên mạng nó không có đâu trừ khi các bạn lên kênh youtube của tôi nhá kênh trainer nguyễn văn mình, các bạn subscribe kênh đi thì vô vàn những video giá trị tuyệt vời nhá ok ở cao hơn cả sự khéo léo các bạn nhớ này nhớ này ở cao hơn cả sự khéo léo đó có một cái cấp độ nữa rất quan trọng đó là chúng ta thuyết trình một cách thuyết phục các bạn nhớ nhá đó là thuyết trình một cách thuyết phục cao hơn sự khéo léo là thuyết trình một cách thuyết phục Ngày hôm nay các bạn có tư vấn khéo đến mấy thì khéo Các bạn có bán hàng khéo đến mấy thì khéo Các bạn có thuyết trình khéo đến mấy thì khéo Mà không thuyết phục được họ là các bạn vẫn thua <laughs> Đúng không nào các bạn vẫn thua Ngày hôm nay tôi nói thế nào thì nói Mà không làm cho các bạn yêu tôi thì tôi thua Phải không nào Các bạn các bạn tôi có nói cái gì thì nói mà không làm cho các bạn thích tôi Các bạn mến tôi, các bạn yêu tôi Các bạn tin tưởng tôi thì tức là tôi đang thua Các bạn nhớ nha Thì cao hơn cấp độ khéo léo thuyết trình này Đó là chúng ta sẽ đến một cái cấp độ là chúng ta thuyết, thuyết phục được họ được chưa? thuyết phục là gì tức là chúng ta nói để cho họ tin vào những cái điều mà bạn nói là cái thứ nhất nhớ nha à, bạn nói nhưng mà để làm cho người ta tin vào cái điều bạn nói được chưa các bạn các bạn hãy comment đi ạ hãy nói thế nào để họ tin vào cái điều bạn nói đi là cái quan trọng đầu tiên cái thứ hai này chúng ta nói thế nào thì nói để cho họ làm theo cái điều bạn muốn là cái thứ hai các bạn nhớ nhá cái thứ hai là làm cho họ làm theo cái điều bạn muốn tức là bạn muốn bán một cái gì đó bạn muốn kết nối hợp tác một cái gì đó thì bạn phải thuyết phục được họ Vậy thì cấp độ gần một trong những cấp độ cuối cùng của của thuyết trình là chúng ta phải thuyết phục được cái người nghe. Rất nhiều người nói rất hay, rất là tự tin, rất chuyên nghiệp, rất nhiều lý lẽ, rất nhiều câu chuyện nhưng cuối cùng là không thuyết phục được họ. Thì dẫn đến cái trường hợp là gì? Là nó không hiệu quả thôi, các bạn nhớ nhá. Ở thậm chí là họ không tin. Bạn nói rất hay, rất tự tin rồi nhưng mà càng nói họ càng không tin. Họ nghĩ rằng bạn ảo tưởng, bạn đang ảo mộng. Thì cái này tức là chúng ta đang sai về mặt nội dung. Các bạn nhớ nha, đang sai về mặt nội dung Cho nên người có thể nói được thuyết phục ấy Chúng ta sẽ cần phải trình bày Cái nội dung đúng với cái điều họ muốn là cái thứ nhất Cái thứ hai, tất cả những vấn đề bạn đưa ra Nó cần phải có cái lý lẽ Nó cần phải có chứng cứ Nó cần phải có những cái lập luận Nó rất là rõ ràng Những hình ảnh, những video, những thước phim, những bài báo Những con số, những ví dụ Để chứng minh rằng cái điều bạn nói là đúng Các bạn nhớ nha Thì bạn mới thuyết phục được người khác Cộng thêm là bạn cần phải có một cái phong thái nó thực sự tự tin và chuyên nghiệp. Đó, rồi. Bao nhiêu bạn thấy rằng những điều này nó đúng? Hay comment đúng được không ạ? Vâng. Bao nhiêu bạn thấy đúng comment đúng được không ạ? Tôi muốn các bạn chúng ta tương tác nhiều hơn nha. Hôm nay thì thời gian live stream cũng sẽ không có nhiều đâu. Tôi sẽ chỉ live stream đâu đó tầm một tiếng thôi. Chúng ta còn 30 phút nữa để giải đáp câu chuyện cái bí mật để trở thành một cái người live stream à, để trở thành một người thuyết trình nó thực sự tự tin và chuyên nghiệp. Các bạn hãy cùng comment đi ạ. Hãy cùng comment là ai thấy hay comment hay Ai thấy đúng comment đúng nha các bạn ơi Ai thấy hay comment hay mà ai thấy đúng comment đúng nha à, Thưa các bạn là gì ạ Và đó là cấp độ tiếp theo của thuyết trình Đó là cấp độ thuyết phục Thuyết phục nha Và tôi muốn các bạn ạ Có một cái cấp độ, một cái cấp độ cuối cùng trong thuyết Một cái cấp độ cao nhất của thuyết trình các bạn nhớ này Cấp độ cao nhất của thuyết trình nha Cấp độ cao nhất của thuyết trình này Các bạn biết là gì không? Cấp độ cao nhất của thuyết trình đó chính là truyền cảm hứng. Đó chính là truyền cảm hứng. Tức là chúng ta gì ạ, chúng ta đã đạt đến một cái ngưỡng thành công nào đó rồi. Và công việc của bạn là chúng ta đi truyền cảm hứng cho người khác để họ thay đổi tư duy, họ thay đổi cảm xúc của các bạn. Vậy thì muốn có thể truyền cảm hứng của cho người khác được thì bạn sẽ cần phải có một cái khả năng thuyết trình nó chuyên nghiệp, cần phải có những thành tựu, cần phải có những cái dấu mốc quan trọng mà người khác phải tự hào về bạn. Nhớ nhá. Chứ bây giờ bạn đi truyền cảm hứng mà bạn chẳng có thành công gì thì các bạn truyền cái gì? <laughs> đúng không ạ các bạn chuyển cái gì đây tức là các bạn đang các bạn đang các bạn muốn truyền cảm hứng về kinh doanh thì các bạn phải là một người kinh doanh giỏi các bạn muốn truyền cảm hứng về khả năng diễn đạt khả năng thuyết trình tốt thì bạn phải là một người thuyết trình tốt các bạn muốn truyền cảm hứng về một cái gì đó thì các bạn phải là một người tốt và người rất giỏi về cái đó thì các bạn muốn truyền cảm hứng được các bạn nhớ nhé và tôi cũng chỉ muốn nói các bạn là gì là thuyết trình là một trong những kỹ năng nó rất 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 là quan trọng và tôi khuyên các bạn chúng ta tập đi Dù công việc của bạn chúng ta chưa cần dùng đến Nhưng thưa các bạn nó là một kỹ năng rất quan trọng Các bạn dùng nó để giao tiếp Dùng nó để nâng cao bản lĩnh Các bạn dùng nó để rèn luyện kiến thức của mình mỗi ngày Các bạn dùng nó để quay những video để làm marketing Các bạn sẽ dùng nó để làm gì ạ Các bạn dùng nó để chúng ta có thể Live stream để kết nối Để tương tác với khách hàng Để trao giá trị cho cộng đồng Đúng không ạ đó là các bạn dùng kỹ năng thuyết trình để chúng ta có thể chuyên ninh chúng ta chia sẻ những kiến thức mà mình có cho người khác chúng ta biến chúng ta khẳng định bản thân mình tốt hơn các bạn nhớ nhé các bạn biết rằng là một trong những nhu cầu tháp nhu cầu cao nhất của con người đó chính là nhu cầu được chia sẻ cho người khác các bạn thành công rồi mà các bạn không biết chia sẻ các bạn không biết cách truyền cảm hứng các bạn không biết lan tỏa điều đó cho người khác thì thưa các bạn rất là buồn nhớ nhá nó không sai nhưng nó sẽ rất là buồn nó sẽ rất là buồn cho nên tôi muốn các bạn chúng ta sẽ cần phải đạt đến từng một cái ngưỡng một và đó là những cái cấp độ mà tôi muốn các bạn chúng ta sẽ cần phải hiểu để các bạn sẽ cần phải thay đổi mình dần dần theo từng một cái bước một nhé đó và để uh, vì sao các bạn không tự tin các bạn biết không uh, vì sao các bạn thuyết trình không tự tin vậy thì một cái câu hỏi đặt ngược lại một cái câu hỏi đặt ngược lại khi mà chúng ta trình bày khi mà chúng ta thuyết trình này uh, các bạn tự tin khi nào các bạn các bạn tự tin khi nào một đó là kiến thức đúng không ạ các bạn không thuyết trình được bởi vì cái kiến thức các bạn đâu có gì đâu, đâu có sâu đâu. Kiến thức các bạn nó không có hay, nó không có tốt, nó không có chiều sâu thì các bạn không tự tin là chuyện bình thường. Được chưa? Cái thứ hai đó chính là cái kỹ năng của bạn. Cái kỹ năng của bạn nó không thực sự là là tốt. Khả năng diễn đạt của bạn nó chưa sâu, nó chưa chuyên nghiệp, làm cho bạn mất tự tin. Và một điều thứ ba đó chính là cái trải nghiệm, cái trải nghiệm của các bạn nhé. Các bạn biết rằng là người nào có càng nhiều trải nghiệm, người đó càng tự tin. À, các bạn trải nghiệm muốn học về thuyết trình thì các bạn phải trải nghiệm thuyết trình bởi nhá muốn học về kinh doanh các bạn phải trải nghiệm kinh doanh muốn học về điều hành các bạn phải trải nghiệm điều hành đúng không ạ à, muốn học về quảng cáo thì các bạn phải trải nghiệm trong việc các bạn tập đốt tiền đi tập quảng cáo nữa tập đốt tiền đi phải có trải nghiệm thì bạn càng trải nghiệm nhiều bao nhiêu thì cái sự tự tin của bạn nó càng tốt bấy nhiêu một cái người mà kiến thức không có kỹ năng còn kém đúng không ạ trải nghiệm không có thì cái việc các bạn không tự tin là cái chuyện bình thường mà chuyện rất bình thường mà đúng không ạ? Đó. Ở tiếp theo mà tôi muốn các bạn là gì? Đó là ba yếu tố quan trọng. Vậy thì nếu như bạn muốn thực sự tự tin thì thứ nhất kiến thức bạn phải đưa vào đầu của mình những lượng kiến thức nó hay, nó sâu, nó rộng để các bạn có thể chia sẻ cho người khác, đúng không ạ? Và cái thứ hai là bạn cần phải tìm một cái môi trường. <laughs> môi trường này nó có thể là một câu lạc bộ, nó có thể là một group, nó có thể là một nhóm nào đó, nó có thể là tại công ty của mình hoặc nó có thể là một cái lớp học nào đấy. Các bạn có thể học tôi hoặc bất kỳ ai cũng được tùy các bạn nhé đó để mình có một cái môi trường đó. cái môi trường để mình học để mình rèn luyện nó mỗi ngày thì cái đó nó sẽ cho các bạn được cái sự thay đổi nhá phải trải nghiệm đúng không ạ hãy tìm cho mình cái cơ hội tập livestream đi livestream cũng là một cách để các bạn rèn luyện kỹ năng thuyết trình đấy đúng không ạ đây như bản thân mình đang thuyết trình này mình đang trình bày này phải không mình cũng đang trình bày này và nhiệm vụ của bạn là chúng ta phải trình bày và phải hiểu được rằng là cái người họ đang nghe bạn họ thích họ thích điều gì để chúng ta cung cấp đúng cái điều họ muốn và nếu như các bạn cung cấp đúng cái điều họ muốn rồi Thì chắc chắn là bạn sẽ thu hút được họ Chắc chắn là bạn sẽ thu hút được họ Nhớ nhé Chắc chắn là bạn sẽ thu hút được họ Để nghe cái bài thuyết trình của bạn Nhưng các bạn nhớ rằng là Trong thuyết trình ấy Cái giọng điệu cực kỳ quan trọng Bạn phải luôn luôn thay đổi cái giọng điệu của mình Luôn luôn thay đổi cái giọng điệu của mình Đó To nhỏ Được chưa Nhanh chậm để điều để làm cho cái tai của họ nó cảm thấy linh hoạt linh hoạt trong việc nghe bạn và chúng ta phải cho họ bấp bênh này, nếu ạ nó có nhiều cảm xúc tuyệt vời đó và đây là một số cái thông tin mà mình nghĩ rằng các bạn sẽ cần phải hiểu về nghiệp vụ thuyết trình đó còn bây giờ thì các bạn có những câu hỏi nào các bạn có thể comment tại mục uh, trò chuyện của chúng ta nhé hay comment phía dưới nhá hãy comment uh, những cái câu hỏi các bạn phía dưới và ngoài ra ấy, ngoài ra là các bạn hãy đừng quên là chia sẻ livestream ngày hôm nay để có thể uh, tương tác đến với nhiều người hơn hãy cùng tăng những người bạn của mình đang cần đến những kỹ năng về thuyết trình để họ hiểu rõ hơn về nghiệp vụ thuyết trình là như thế nào các bạn nhớ nhá và tôi muốn nói thế này này Ở cái người thuyết trình ấy tôi muốn nhắc đi nhắc lại các bạn nhé người thuyết trình để đánh giá một cái người thuyết trình thành công các bạn hãy đánh giá thông qua tiêu chí sau đây nhé để đánh giá một cái thuyết trình thành công các bạn sẽ cần phải đánh giá thông qua tiêu chí sau đây đó là gì ạ thứ nhất bạn nói người ta có muốn nghe hay không đúng không ạ bạn nói họ muốn nghe hay không được chưa vậy thì muốn chiều được muốn chiều được gì ạ muốn chiều được những người nghe các bạn phải chiều được những cái sau đây này nha một người thuyết trình thành công phải làm được những điều sau đây thì các bạn mới thành công được còn nếu như các bạn không làm được những điều sau đây thì rất khó thành công một một này đó là chúng ta phải làm cho họ muốn nhìn bạn nhớ nhá trong thuyết trình này chúng ta phải làm cho họ muốn nhìn bạn là cái thứ nhất đó là cái thứ nhất vậy thì muốn làm cho họ nhìn bạn thì bạn phải có một cái ngôn ngữ hình thể Cần phải có một cái trang phục, cần phải có một cái diện mạo, cần phải biết cách điều khiển tay chân, cử chỉ di chuyển gần xa tương tác với họ để tạo ra một cái sức hút cho họ đúng không ạ? Nó cũng giống như một cái bộ phim ấy, đúng không ạ? Diễn viên đẹp, cảnh đẹp thì ắt người xem người ta sẽ nhìn, người ta sẽ thu hút rồi thôi. Nhưng mà một cái bộ phim mà diễn viên xấu rồi cảnh cũng không đẹp cũng chẳng có gì bắt mắt thì sao? Họ đâu có thèm nhìn đâu. Cho nên thứ nhất là các bạn phải làm cho họ gì? Phải làm cho họ muốn nhìn bạn trong thuyết trình là cái thứ nhất nó sẽ liên quan đến cái ngôn ngữ hình thể của bạn đó cái thứ hai này đó là làm cho họ muốn nghe bạn được chưa là cái thứ hai trong thuyết trình là chúng ta phải làm cho họ muốn nghe bạn vậy thì muốn làm cho họ nghe bạn thì bạn phải biết cách biến tấu cái giọng điệu của bạn to nhỏ <laughs> nói có điểm nhấn nó rõ ràng được chưa nói có điểm nhấn rõ ràng đó lúc nhanh lúc chậm lúc to lúc nhỏ để thay đổi cảm xúc của họ nó sẽ làm cho họ có sức hút hơn rất là cao các bạn nhớ nha và một cái điều thứ ba Đó là chúng ta phải làm cho họ nghĩ về điều bạn nói Nhớ nhá Làm cho họ nghĩ về điều bạn nói Vậy thì muốn làm cho họ nghĩ về điều bạn nói Thì bạn phải nói đúng cái điều mà họ đang cần Nhớ nhá Muốn làm cho người khác nghĩ về cái điều bạn nói Thì bạn phải nói đúng Bạn phải nói được đúng cái điều mà họ đang cần Được chưa Tức là chúng ta phải hiểu được rằng là gì Là người đang nghe bạn là ai Họ mong muốn điều gì Họ đang gặp vấn đề gì và họ đang mong muốn điều gì để các bạn đưa ra được những cái gì ạ những cái thông tin nó phù hợp nhất với cái cầu của họ các bạn nhớ nhé là cái số 3 là phải nói để làm cho họ nghĩ đến điều bạn nói được chưa tiếp theo cấp độ tiếp theo này đó là chúng ta phải thuyết trình để làm thế nào để họ có thể ghi lại những cái kiến thức mà mà bạn chia sẻ nhớ nha trong một cái buổi đào tạo trong một cái buổi chia sẻ đúng không ạ mang tiếng là lãnh đạo đi đào tạo nhân viên nhưng mà nhân viên cũng chả thèm ghi lại đúng không ạ chứng tỏ rằng là những kiến thức mà bạn cho nó không có giá trị với họ. Vậy thì muốn họ ghi lại những cái kiến thức mà bạn mà bạn chia sẻ mà bạn trình bày trong thuyết trình thì các bạn phải phải là những kiến thức nó rất hay, nó khác biệt. Nhớ nha, phải là những kiến thức nó phải hay, nó phải khác biệt. Nó phải khác biệt nhé, Nó rất là quan trọng ở chỗ đấy. Rất là quan trọng ở chỗ đấy. Ok không ạ? À? Thì các bạn sẽ cần phải lưu ý những điều này. Và một điều cuối cùng đó là các bạn phải làm cho họ gì ấn tượng về bạn <laughs> ấn tượng về bạn bằng cái phong cách trình bày tổng hợp tất cả những điều đó ok và đây là một số những cái điều mà tôi muốn các bạn chúng ta sẽ cần phải hiểu về công việc thuyết trình và bao nhiêu bạn thấy rằng là <laughs> đây là một cái live stream thực sự có giá trị các bạn hãy cùng comment hai từ giá trị được không ạ thì tôi sẽ nhìn vào đó tôi biết rằng là tôi có nên chia sẻ tiếp hay không ok các bạn hãy cùng bao nhiêu bạn thấy rằng đây là một live stream có giá trị hãy cùng comment hai từ giá trị được không nào ở các bạn chúng ta đừng có <laughs> xem xong để đó nha hãy cùng comment hai từ giá trị được không nào? Tốt ra là muốn mọi người chúng ta hãy cùng nhau là comment tương tác đúng không ạ để tôi biết rằng là các bạn có đang quan tâm hay không và khi biết rằng mọi người quan tâm rồi thì tôi mới gì ạ tôi một chia sẻ tiếp nha rồi và các bạn có tò mò được rằng là khi mà chúng ta diễn đạt cái gì đó đúng không ạ có những cách diễn đạt nào không có cái diễn đạt nào không tôi sẽ chỉ các bạn luôn cách diễn đạt này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách cách để chúng ta diễn đạt trong thuyết trình nhé được chưa ạ ở à, tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách để mình diễn đạt trong thuyết trình này. À, cách đầu tiên nhé, đó là diễn đạt theo kiểu là các bạn sẽ chia nhỏ vấn đề ra. Cách số 1 các bạn comment đi ạ. Các bạn comment đi ạ. Các bạn comment nhá, comment nhá. Các bạn comment cho mình là cách số 1 nhá. Đó là diễn đạt theo kiểu là chia nhỏ vấn đề, tức là gì? À, ngày hôm nay thì tôi sẽ dành uh, tôi để nói về vấn đề này, tôi sẽ nói về ba vấn đề chính. Cái thứ nhất là cái thứ hai là cái thứ ba là đó. Tức là các bạn sẽ nói theo cái cấu trúc kiểu như vậy. Được chưa? Ở à, các anh chị là em muốn anh chị nhớ hai thông tin quan trọng thế này. Thông tin thứ nhất là thông tin thứ hai là đó thì đây gọi là kiểu chia đây gọi là kiểu diễn đạt chia nhỏ vấn đề. Các bạn nhớ nhá. Đây là kiểu diễn đạt chia nhỏ vấn đề. Các bạn hãy cùng comment đi ạ. Hãy cùng comment số 1 là kiểu diễn đạt chia nhỏ vấn đề. Nhớ nhá, chia nhỏ vấn đề. Đó. À, để có thể hiểu bất kỳ một sản phẩm nào hay là một cái lĩnh vực nào cũng vậy thôi các bạn áp dụng được ngay. Nhớ nhá. Đó là kiểu diễn đạt chia nhỏ vấn đề. Đó có hai cái người bạn mà tôi muốn các bạn cần phải kết nối một là hai là có ba cái vấn đề tôi muốn các bạn cần phải hiểu thứ nhất là thứ hai là thứ ba là tức là đây là cái kiểu diễn đạt mà gì kiểu diễn đạt theo kiểu chia nhỏ vấn đề kiểu diễn đạt thứ hai này kiểu diễn đạt thứ hai đó là chúng ta sẽ đưa ra những cái ví dụ đưa ra cái ví dụ được chưa sẽ có những lúc chúng ta sẽ cần phải đưa ra cái ví dụ trong cái cái bài nói của các bạn được chưa tôi sẽ lấy ví dụ thế này và các bạn kể cái ví dụ là như vậy ví dụ ngày hôm nay có những bạn làm bất động sản đi đúng không ạ thì ví dụ là ngày hôm nay thì bạn, các bạn đã đặt một vấn đề là cái gói vay cho khách hàng thì các bạn sẽ kèm ví dụ em lấy ví dụ thế này nhé hiện tại thì bên em đang có cái chính sách đúng không ạ cho vay hiện tại là sáu năm một năm bây giờ anh chị mà vay một tỷ đi thì em lấy ví dụ anh chị vay một tỷ nhá thì như vậy là số tiền mà lãi tiền gốc như thế nào các bạn đưa ra ví dụ là như vậy các bạn làm bảo hiểm các bạn làm các cái lĩnh vực này lĩnh vực kia các bạn bất kỳ lĩnh vực nào các bạn đều sẽ đưa ra cái ví dụ trên người thuyết trình thành công chúng ta cần phải tạo ra những cái ví dụ để thuyết phục được người nghe các bạn nhớ nha thì cái kiểu diễn đạt thứ hai là kiểu mà các bạn sẽ cần phải đưa ra những cái ví dụ được chưa để thay cho một cái lời diễn đạt nào đấy cho cái ý của bạn các bạn comment đi ạ cách số 2 là chúng ta sẽ cần phải đưa ra những cái ví dụ đó trong lĩnh vực spa lĩnh vực mỹ phẩm hay là bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy thôi các bạn sẽ có những cái ví dụ hay là ở đây có anh vĩnh thịnh làm tóc cũng vậy thôi chúng ta cứ sẽ cần phải có những cái ví dụ để các bạn đưa ra nhé rồi các bạn comment đi ạ các bạn comment nha cách số 2 là chúng ta diễn đạt bằng cách là đưa ra những ví dụ cách số 3 này cách số 3 này ở chúng ta sẽ diễn đạt bằng cách là chúng ta sẽ kể những cái câu chuyện các bạn biết rằng là trong các bạn đấy mà xem là rất nhiều những nhà đào tạo rất nhiều những chuyên gia rất nhiều những diễn giả ở Việt Nam đúng không ạ họ rất hay kể chuyện trên sân khấu đúng không ạ thì kể chuyện nó là một cả một nghệ thuật để giúp cho họ có thể dễ chạm được trái tim của bạn hơn các bạn nhớ nhé khi kể chuyện ấy nó sẽ có sự liên tưởng. Khi kể chuyện thì nó sẽ dễ dàng chạm được trái tim của bạn hơn. Các bạn nhớ nhá. Khi kể chuyện nó sẽ có sự liên tưởng và khi kể chuyện nó sẽ dễ dàng chạm được trái tim của bạn hơn. Trên trong cái công việc kinh doanh, bạn ở bất kỳ vị trí nào bạn cũng nên tạo ra những câu chuyện, câu chuyện của bản thân, câu chuyện thành công, câu chuyện thất bại đúng không ạ? Những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện ẩn ý, những câu chuyện trải nghiệm của bạn hoặc của người khác hoặc một cái câu chuyện ngụ ngôn nào đó các bạn cũng có thể đưa vào trong cái bài thuyết trình của mình nhớ nha kiểu diễn đạt thứ ba là kiểu diễn đạt các bạn sẽ kể chuyện nhé rồi tôi muốn các bạn chúng ta hãy comment đi ạ các bạn hãy comment nhé chúng ta chỉ còn 15 phút cuối nữa thôi tôi sẽ livestream đến đâu đó tầm 9 giờ bởi vì hôm nay thì phải nói rằng là livestream công nhận là nói giọng cũng rất là mệt rất là mệt và mình cũng nói cả ngày rồi cũng rất là mệt <laughs> kiểu diễn đạt thứ tư này kiểu diễn đạt thứ tư nhá đó là chúng ta nói bằng cái định nghĩa tức là trong trong phạm vi kiến thức ấy các bạn ở mỗi một lĩnh vực nó sẽ có những từ khóa, nó sẽ có những cái câu là khái niệm đúng không ạ? Thì bạn sẽ cần phải phải nói bằng cái định nghĩa của cái câu đấy. Đó, tức là đúng không ạ? Mỹ phẩm là gì, spa là gì, làm đẹp là gì, nghề tóc là như thế nào, tức là các bạn phải có cái định nghĩa của nó trong thuật ngữ chuyên môn cái định nghĩa. Thì cái này nó lượng kiến thức nó khá là nhiều. Cái lượng kiến thức nó khá là nhiều thì các bạn hãy nói bằng cái định nghĩa của bạn. Được chưa? Thì các bạn còn đòi hỏi là các bạn phải có kiến thức chuyên môn rất là cao và các bạn hãy nói đúng cái điều mà xã hội nhà nước bộ giáo dục mọi người công nhận nó là đúng đúng không pháp luật công nhận là đúng thì hãy nói đúng như vậy thôi thì đó là kiểu diễn đạt thứ tư là kiểu diễn đạt nói bằng định nghĩa nhớ nha kiểu diễn đạt thứ năm kiểu diễn đạt thứ năm này đó là chúng ta hãy nói ra những trải nghiệm của các bạn kiểu diễn đạt thứ năm chào bạn xuân dương nha chào đỗ xuân dương rồi kiểu diễn đạt uh, Ok, kiểu diễn đạt uh, tiếp theo <laughs> là kiểu diễn đạt thứ năm. Tức là các bạn hãy nói ra những cái trải nghiệm của các bạn. Ở đôi khi trong thuyết trình ấy, các bạn chỉ vừa kể những cái trải nghiệm của các bạn thôi. Ở cho nên đòi hỏi là các bạn phải có những cái trải nghiệm mà nó thực sự là nó phải hay, nó hữu ích, nó hay, nó hữu ích, được chưa? Thì đây là những cái điều mà các bạn cần lưu ý cho mình nhá. Hãy kể ra cái trải nghiệm của các bạn. Thì trong việc các bạn diễn đạt thuyết trình là các bạn phải làm như vậy. Phải làm như vậy, các bạn nhớ cho mình nhá và một trong những cái cách diễn đạt tiếp theo mà tôi muốn các bạn chúng ta cần phải nghe đó chính là uh, một kiểu diễn đạt uh, cuối cùng kiểu diễn đạt này để nếu các áp dụng trong bán hàng cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn nhớ nhé kiểu diễn đạt mà nếu các bạn áp dụng trong việc các bạn tư vấn bán hàng cực kỳ tuyệt vời đó chính là <laughs> chúng ta diễn đạt theo kiểu là uh, đưa ra những cái những cái ý kiến chưa và cho họ nhận định đúng không ạ các bạn nghĩ sao nếu như thế này các bạn nghĩ sao nếu như thế kia Tức là các bạn các bạn đưa ra những cái những nhận định như vậy Nhận định đúng không ạ? Đó, các bạn đưa ra những cái nhận định Và các bạn nghĩ sao nếu như thế này Các bạn nghĩ sao nếu như thế kia Trong từng lĩnh vực các bạn sẽ đưa ra một cái từ khóa nó phù hợp Đó, thì như vậy rằng là Cái cái từ đó nó phải đúng nhá Thì tự dưng khi bạn nói như vậy rồi Thì tự dưng là cái người nghe họ thấy đúng ơ đúng, thấy đúng đúng không ạ? Các bạn nghĩ sao nếu như mà ngày hôm nay các bạn sở hữu cho mình một khả năng thuyết trình rất là chuyên nghiệp thì cái công việc của các bạn sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Đó, tức là các bạn sẽ đưa ra cái cái lập luận kiểu như vậy, được chưa? Một kiểu diễn đạt tiếp theo là kiểu diễn đạt là hỏi xong trả lời. Một kiểu diễn đạt tiếp theo là kiểu diễn đạt hỏi xong trả lời. Được chưa? Hỏi xong trả lời. Đó, tức là bao nhiêu anh chị ở đây đồng ý với tôi rằng là thuyết trình là một trong số những cái kiến thức, một trong số những kỹ năng rất rất là quan trọng của chúng ta trong việc phát triển bản thân trong việc phát triển công việc của mình nào. Các anh chị có thể giơ tay được không ạ? Đó, thì tự dưng là mình hỏi xong, bắt đầu mình trả lời luôn. Các anh chị đúng vậy, thuyết trình là một trong những kỹ năng rất là quan trọng, nó giúp cho các anh chị thế này thế kia. Tức là bạn các bạn diễn đạt theo kiểu các bạn hỏi xong và trả lời điều đó. Ok không ạ? Và một kiểu diễn đạt cuối cùng. Kiểu diễn đạt cuối cùng này cực kỳ là hay. Đó là chúng ta nói bằng cái sự tưởng tượng các bạn tưởng tượng ra những vấn đề, tưởng tượng ra sự thành công, tưởng tượng ra sự thất bại, tưởng tượng ra những cái vấn đề mà khách hàng sẽ gặp phải nếu như mà không sử dụng sản phẩm dịch vụ của bạn, nếu như không mua sản phẩm của bạn, được chưa? Hãy tưởng tượng ra điều đó. Đến ngày hôm nay các bạn đang bán nhà, đúng không ạ? Các bạn có thể bán một, các bạn sẽ tưởng tượng ra một cái không gian sống nó lý tưởng như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào, cái khu vui chơi chúng ta dắt các bạn nhỏ xuống nó chơi có một không gian ra sao đúng không ạ? Tức là các bạn phải tưởng tượng ra một cái cái ký kết khi mà họ sử dụng dịch vụ của bạn nếu như bạn bán một sản phẩm liên quan đến gì ạ sản phẩm liên quan đến làm đẹp chăm sóc da các bạn hãy nói ra là gì ạ các anh chị nghĩ sao nếu như mà khi chúng ta sử dụng một sản phẩm tuyệt vời thế này chúng ta sở hữu cho mình một làn da rất là mịn đúng không ạ rất là mịn rất là căng rất là bóng rất là khỏe chúng ta rất là tự tin ra bên ngoài chúng ta làm việc chúng ta tương tác với người xung quanh đúng không ạ luôn luôn tự tin hơn tức là các bạn tưởng tượng ra đó các bạn nghĩ sao nếu như mà ngày hôm nay các anh chị không đầu tư mà ngay ngày một năm sau thôi thì giá đất nó sẽ tăng lên 30 đến 50 trăm có phải lúc đó anh chị rất là lãng phí không ạ rất là tiếc không anh chị ơi thay vì điều đó ngày hôm nay chúng ta phải làm được một điều là phải quyết định tức là các bạn hãy tưởng tượng ra hãy tưởng tượng ra những cái gì ạ à? những cái cái kết của cái sản phẩm dịch vụ của bạn khi mà khách hàng mua các bạn hãy nói bằng sự tưởng tượng như vậy thì đây là một số những cái cách diễn đạt mà đến bản thân mình vẫn hay áp dụng rất là nhiều nhưng các bạn biết rằng là gì việc đặt câu hỏi trong thuyết trình ý, việc đặt câu hỏi là thứ rất rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. À, các bạn sẽ cần phải hiểu nhé. khi mà các bạn thuyết trình về một cái sản phẩm dịch vụ nào đó để mang tính chất bán hàng ấy, có hai câu hỏi tôi muốn các bạn cần phải hiểu này. câu hỏi thứ nhất đó là bao nhiêu số anh chị ở đây là đã tìm hiểu, đã biết đến sản phẩm của chúng tôi rồi, đúng không ạ? đã biết đến, đã từng biết đến sản phẩm với thương hiệu của chúng tôi rồi, đúng không ạ? hoặc là bao nhiêu anh chị đã từng sử dụng những cái sản phẩm tương tự rồi. Thì trong cái việc mà chúng ta thuyết trình bán hàng thì đấy là hai câu hỏi cực kỳ quan trọng để giúp cho các bạn chúng ta sẽ hiểu thấu được cái gì ạ? Hiểu thấu được cái đối tượng và tâm lý của người nghe. Nó sẽ giúp cho các bạn chúng ta dễ dàng trong việc chúng ta đưa ra cho họ những cái <laughs> những cái nội dung nó phù hợp với cái nhu cầu của họ. Đó. Thì đây là một số những cái câu mà tôi muốn các bạn chúng ta phải hiểu rất là rõ. Rồi, và với tất cả những ai đang nghe và đang xem livestream ngày hôm nay các bạn thấy rằng là những kiến thức này nó nó hay. Hãy cùng comment hay được không nào? Bao nhiêu bạn thấy hay comment hay nhé. để tôi biết rằng là tôi có uh, nên tiếp tục chia sẻ nữa hay không. Hãy cùng comment các bạn ơi. Để tôi biết rằng là tôi có nên tiếp tục chia sẻ nữa hay không, hãy cùng comment nhá. Uh, có vẻ như lượng uh, comment chưa nhiều lắm. Các bạn hãy cùng comment thật là gì ạ, hãy cùng comment thật là uh, lớn đi nào. Thật nhanh đi nào các bạn ơi, thật nhiều nhá. Uh, hãy cùng comment thật thật nhanh nhá. Bao nhiêu bạn thấy hay comment hay nhá để tôi uh, sẽ cùng uh, sẽ cùng uh, chia sẻ tiếp các bạn một cái kỳ cuối cùng một cái key cuối cùng mà tôi muốn các bạn chúng ta sẽ cần phải hiểu này đó là trong cái việc các bạn thuyết trình ấy nó có một cái vấn đề này mà tôi tin rằng nhiều người đang gặp phải đó là chúng ta không biết cách quản lý đám đông tức là khi mình thuyết trình mình trình bày họ cũng không thèm nhìn họ cũng không thèm ghi họ cũng không thèm tương tác họ cũng không thèm uh, gì ạ quan tâm đến cái nội dung bạn nói thì bạn phải làm gì để họ quan tâm đây nó không phải đơn giản đâu phải không ạ thì tôi sẽ cho các bạn một cái bí một cái bí kíp nha để chúng ta có thể thay đổi hành vi của người khác được chưa các bạn comment nhiều hơn đi ạ vâng có một số bạn comment rất là nhiệt tình ok các bạn sẽ cần phải nắm được cái bí kíp nha để chúng ta có thể gì ạ chúng ta có thể thay đổi được hành vi của cái người nghe đó một số một này khi mà các bạn thấy họ không tương tác các bạn tôi nhắc lại nha khi chúng ta thấy họ không tương tác chúng ta không quan tâm đến bài thuyết trình bài trình bày của bạn thì thứ nhất bạn hãy thay đổi cái âm lượng nói của bạn nó lớn hơn là cái thứ nhất nhớ nha hãy thay đổi cái âm lượng nói của bạn lớn hơn là cái thứ nhất nó sẽ giúp cho gì ạ nó sẽ giúp cho người người khác họ sẽ bừng tỉnh hơn trong cái lời nói của bạn nó sẽ cho mọi người thấy rằng bạn đang rất là nghiêm túc trong việc bạn trình bày một cái gì đó được thứ nhất là chúng ta phải thay đổi âm lượng các bạn comment đi ạ hãy comment đi nào hãy comment là số 1 là phải thay đổi âm lượng nhé ở tôi mà tôi nhìn thấy được những cái comment thế này rồi thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những cái tiếp theo các bạn nhớ nha, khi mà tôi nhìn thấy những lời comment các bạn rồi, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những cái tiếp theo. À, các bạn hãy cùng comment số 1 nhá là phải thay đổi âm lượng nói. Số 1 là phải thay đổi âm lượng nói, tức là khi mà thấy họ không quan tâm, thì nhiệm vụ của bạn là chúng ta phải nói to hơn bình thường. Nhớ nhá là cái thứ nhất, là phải nói to hơn bình thường là cái thứ nhất. Đó, cái số 2 này, cái số 2 nhá cái số 2. Đó là chúng ta, <laughs> ngay lập tức chúng ta có thể gì ạ? Thay đổi nội dung nói. Nếu như mà bạn đã chuẩn bị được nhiều nội dung khác nhau Thì bạn có thể thay đổi nội dung nói Làm sao nó phù hợp hơn với mọi người Được chưa? Thay đổi nội dung nói ở một Có thể là một chủ đề khác Hoặc là các bạn nói ngắn gọn hơn Ngắn gọn hơn, đơn giản hơn, xúc tích hơn Nhớ nhá Hãy cùng comment cái số 2 Là chúng ta phải thay đổi cái nội dung nói của bạn Được chưa? Nếu trường hợp họ không thích, họ không nghe Thì bạn phải thay đổi nội dung nói Được chưa? Điều số 3 này, điều số 3 là chúng ta có thể hỏi họ, chúng ta hỏi họ đúng không ạ? chúng ta hỏi trực tiếp luôn. các bạn comment số 3 là hỏi trực tiếp luôn. nhớ nhá hỏi trực tiếp luôn. tức là gì ạ? ở thức anh chị là gì ạ? tôi thấy rằng là khi mà tôi trình bày có vẻ như một số anh chị ở nhiều anh chị ở đây không quan tâm, phải chăng là nội dung tôi nói nó chưa thực sự hay hay, hay sao? các anh chị, các anh chị có thể chia sẻ cho tôi được không ạ? đó tức là chúng ta hỏi thẳng luôn, hỏi thẳng luôn. trường hợp mà các bạn nói không hay các bạn hỏi thẳng luôn, đúng không ạ? hỏi thẳng luôn điều đó. cái việc mà chúng ta cần cần phải hỏi như vậy là là điều quan trọng nha cái số 3 là các bạn sẽ cần phải hỏi hỏi trực tiếp luôn hỏi trực tiếp luôn nhớ nhá là cái số 3 cái số 4 này cái số 4 này đó là chúng ta hãy di chuyển gần hơn đến cái vị trí của họ nhớ nhá muốn thay đổi hành vi người khác cái số 4 là các bạn có thể di chuyển gần hơn vào vị trí của họ tức là thế nào các bạn tưởng tượng mà xem như các bạn đang ngồi nghe ai đó nói đúng không các bạn đang bấm đang bấm điện thoại thế này nhắn tin với người yêu nhắn tin với chồng với vợ đúng không ạ hoặc là công việc của các bạn đúng không đó so đang nói chuyện đang nhắn tin thế này tự dưng có một uh, ông thầy ông bước xuống ông bước xuống xong rồi ông lại đứng cạnh mình luôn bắt đầu các bạn gì ạ ngồi nghiêm túc nghiêm túc <laughs> có phải có các bạn ơi ai thấy đúng có thể comment đúng được không ạ tức là khi mà các bạn khi mà các bạn đang gì ạ đang đang uh, không tập trung đúng không mà tự dưng thì ông chủ giảng ông xuống đúng không ạ ông xuống ông đứng cạnh mình luôn đúng không ạ thì có phải là các bạn bắt đầu là các bạn bỏ điện thoại ra các bạn ngồi các bạn tập trung các bạn nghe không cho nên là cái tiếp theo cái <laughs> số 4 <laughs> là các bạn sẽ cần phải di chuyển gần hơn nha di chuyển gần hơn vào cái vị trí của mọi người tức là các bạn sẽ cần phải linh hoạt linh hoạt linh hoạt nhá linh hoạt đó à, cách số 5 này các bạn có thể kể một câu chuyện nhé cách số 5 để thay đổi không khí các bạn có thể kể một câu chuyện ạ được chưa để thay đổi không khí các bạn có thể kể một câu chuyện các bạn nhớ nhá các bạn có thể kể một câu chuyện là cách số 5 cách để thu hút mọi người vào này đó là các bạn có thể kể một cái câu chuyện đó để thay đổi không khí một chút các bạn comment đi ạ à? comment nhé số 5 là chúng ta hãy kể một câu chuyện Hãy kể một câu chuyện nào đấy Khi mà chúng ta thấy rằng là họ họ không thích Thì bạn thay đổi nội dung bằng cách là chúng ta kể một câu chuyện Nhớ nha Cách số 6 này ở Cách số 6 nếu như các bạn muốn thay đổi hành vi của người khác Muốn thay đổi hành vi người khác Thì các bạn có thể đặt một cái câu hỏi nào đó Các bạn tưởng tượng mà xem Ngày hôm nay các bạn đang thuyết trình Các bạn đang trình bày một cái gì đó Nhưng mọi người không nghe Không tương tác Xong đùng cái các bạn đặt một câu hỏi <laughs> À, thưa các anh chị thì uh, tiếp nối cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì tôi có một câu hỏi thế này. Và tôi cũng sẽ muốn mời một số anh chị trả lời giúp tôi. Đúng không? ạ? Các bạn tưởng tượng như mình như mình đặt cương vị mình là người nghe ấy. Từ dưng từ ông uh, chủ giảng, ông đứng chia sẻ, ông bảo là ông ông đặt câu hỏi tôi mời một người bất kỳ. Và sau đó tôi sẽ mời một người bất kỳ đúng không ạ? Thì có phải tâm lý các bạn sợ bị bị gọi không các bạn? <laughs> có phải có, các bạn? Có phải tâm lý các bạn là sợ bị gọi không? Sợ bị gọi đúng không ạ? Thì ngay lập tức các bạn thay đổi hành vi bằng cách là các bạn phải ngồi nghiêm túc các bạn các bạn tìm hiểu về nội dung ngày hôm nay các bạn ngồi suy, suy nghĩ trả lời câu hỏi đấy đúng không ạ thì các bạn hãy đặt câu hỏi và hỏi một hai người bất kỳ hỏi một người bất kỳ gọi luôn thì trong cái lúc mà các bạn hỏi hỏi cái người phía dưới ấy, thì tự dưng là gì thì tự dưng là là chúng ta gì ạ khi bạn hỏi như vậy thì những cái người xung quanh họ sẽ họ sẽ sợ bị gọi thì họ sẽ tập trung họ nghe cái người đó trả lời hoặc là họ tư duy về câu hỏi của bạn thì cái đó họ sẽ không nói chuyện nữa nhé họ sẽ không nói chuyện nữa đâu đó thì đây là một trong số tiếp theo Đây là đặt câu hỏi được chưa Ở Tiếp theo đó là các bạn có thể uh, Áp dụng cách số 7 Đó là các bạn có thể tổ chức một hoạt động nào đó Có thể là một trò chơi nhé Cách số 7 là các bạn có thể tổ chức một cái hoạt động nào đấy Để cho cái không khí nó vui vẻ Có thể đấm bóp xoa bóp Một trò chơi nào đó nó thay đổi nó linh hoạt hơn Nhưng cái này nó thường nó sẽ dành cho những cái chương trình đào tạo Nhiều hơn Còn những cái chương trình mang, mang tính chất là chia sẻ Hội thảo Thì các bạn thường là chia sẻ hội thảo thì tất nhiên là những cái người được chọn họ làm rất là tốt rồi thì đúng không ạ thì các bạn không có đến mức mà 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 không tốt như thế này còn nếu như các bạn có cái cơ hội nào đó các bạn có thể có thể tổ chức một cái trò chơi hoặc một cái hoạt động nào đấy là cách số 7 nhé số 7 cách số 8 này đó là các bạn có thể mời một ai đó lên sân khấu để giao lưu nhớ nha mời một ai đó ở sân khấu lên để <laughs> một ai đó lên sân khấu giao lưu thì như vậy nó sẽ có cái sức hút <laughs> sức hút cho mọi người <laughs> ok và cách số diệm cách số cách số 8 nhá là mình sẽ có thể mời một ai đó lên sân khấu mời một ai lên sân khấu được chưa để tạo ra một cái sức hút tạo ra một cái sức hút cho mọi người họ sẽ có một tâm lý tò mò rất là nhiều nhá rất là nhiều và rồi ok và cách cuối cùng đó là các bạn chúng ta có thể gì ạ <laughs> chúng ta có thể là chiếu một video nào đấy chiếu một video đó để thay đổi cái không khí của cái buổi chia sẻ đấy thì nó sẽ làm cho mọi người có sự tập trung Cách số 9 là chúng ta có thể chiếu một video nào đấy nhé ờ, Chiếu một video nào đó lên phía màn hình slide Khi mà các bạn trình bày thuyết trình Thì nó sẽ tạo ra được cái sự linh hoạt rất là nhiều trong cái bài thuyết trình của bạn Được chưa? Còn tất nhiên ấy Cái gốc cái dễ của vấn đề là chúng ta phải rèn luyện cho mình một cái khả năng diễn đạt tốt Khả năng nhận diện, khả năng phán đoán, khả năng tư duy Khả năng đặt câu hỏi, khả năng tương tác với mọi người Thì đây là những cái điều mà tôi muốn các bạn chúng ta cần phải hiểu rõ Ok không ạ? Rồi Và À, thưa các bạn thì uh, bây giờ giọng mình cũng hơi khàn rồi cũng uh, khá là nhiều việc cũng tranh thủ để có thể ngồi đây chia sẻ với các bạn thôi và không biết là những kiến thức của mình nó có mang lại giá trị gì hay không nhưng mà mình rất là muốn các bạn chúng ta hãy cùng comment một cái cảm nhận của mình sau khi mà nghe những cái chia sẻ của mình trong cái buổi live stream như thế này các bạn hãy cùng comment một cái cảm nhận của các bạn tại uh, comment được không ạ uh, tại một trò chuyện đi nào hãy cùng uh, hãy cùng comment một cái cảm nhận của mình ai thấy hay thì comment hay nhá Rồi hỏi ok Hãy cùng comment một cái cảm nhận của các bạn ở đây à, Để nói rằng là thuyết trình ấy Các bạn cần phải có người cầm tay chỉ việc Nhớ nha, cần phải có người cầm tay chỉ việc Thì các bạn mới có thể Các bạn phải định vị nội dung, cầm tay chỉ việc Thực hành nó liên tục, liên tục, liên tục Mỗi ngày, được chưa? Và có người hướng dẫn các bạn thì nó mới ok Và còn những bạn nào cảm thấy rằng là Kỹ năng thuyết trình là kỹ năng thực sự cần thiết cho các bạn Thì tôi khuyên các bạn là chúng ta nên đầu tư một khóa học nhá. Nên đầu tư một khóa học Để chúng ta sẽ học tập trải nghiệm Thì ở chúng tôi thì hàng tháng thì cũng đều có những cái chương trình Đều có những cái chương trình đào tạo chuyên sâu về thuyết trình Các bạn nhớ nhé Thuyết trình nó hoàn toàn khác MC hoàn toàn khác, các kỹ năng hoàn toàn khác Mỗi một nghiệp vụ nó khác nhau hoàn toàn Các bạn nhớ nhé Và bạn nào mà cần hỗ trợ đúng không ạ Và tìm hiểu về các chương trình đào tạo chuyên sâu về thuyết trình Thử cái inbox riêng cho tôi Thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn tìm hiểu những khoa học chuyên sâu hơn Và chắc chắn sẽ làm cho các bạn thay đổi nhiều người biết tôi là tôi tôi dạy rất là nhiều các các kỹ năng khác nhau từ giao tiếp từ thuyết trình từ mc về đào tạo các nghiệp vụ tư vấn về tnc về bán hàng về kinh doanh nhiều thứ khác thì bạn nào cần hỗ trợ gì cứ comment nhé comment còn kỹ năng là một trong những cái điều mà các bạn sẽ cần lưu ý và tôi cũng chỉ có một lời khuyên cho các bạn trước khi mà chúng ta khép lại phần gọi là phần chia sẻ phần live stream ngày hôm nay đó là các bạn làm bất kỳ nghề nào cũng vậy thôi một là chúng ta phải yêu nghề đã chúng ta phải yêu nghề nếu như các bạn không yêu nghề các bạn khó thành công lắm các bạn nhớ nhá các bạn cần phải yêu nghề làm cái gì cũng vậy thôi phải yêu nghề cái thứ hai là chúng ta hãy học cách phát triển bản thân trước khi phát triển thu nhập nhớ nhá các bạn hãy cùng liên lư khi lưu lư câu này này hãy học cách phát triển bản thân trước khi mà muốn phát triển và tăng cái thu nhập của bạn lên nhớ nhá rất nhiều người là muốn tăng thu nhập của mình lên nhưng mà uh, năng lực của bản thân thì không có đúng không ạ một cái người muốn bán hàng thì chúng ta phải phát triển cái năng lực từ giao tiếp, từ xây dựng mối quan hệ, từ đàm phán, từ tư vấn đúng không ạ? Từ kiến thức chuyên môn cho đến quảng cáo, marketing rồi chốt sale bán hàng nhiều thứ khác. Các bạn hãy học cách phát triển bản thân mình lên. Mà khi cái năng lực của bản thân mình nó tốt rồi thì các bạn làm những thứ khác nó cực kỳ đơn giản. Đừng có để nước lên chân mới nhảy nhé. Được chưa? Mà nếu các bạn định vị trong tương lai mình là một nhà đào tạo, mình là một người thành công, mình là một người lãnh đạo, đúng không ạ? Thì lãnh đạo là phải biết đào tạo, lãnh đạo là phải biết thuyết trình cho nên ý, các bạn làm gì thì làm đúng không ạ chúng ta phải trau dồi phải phát triển bản thân mình lên nhiều nhiều hơn nữa đồng ý không ạ rồi và uh, ngày hôm nay thì mình có lẽ cũng sẽ chuyển live stream đến đây thôi còn lại sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những story những chương trình live stream tiếp theo để chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tương tác với các chủ đề khác nhau tại facebook cá nhân của văn minh và hy vọng rằng là đây là những kiến thức có thể hỗ trợ một phần nào đó cho công việc định hướng phát triển bản thân và công việc của các bạn đặc biệt là kỹ năng về thuyết trình nhá. Và xin được nhắc lại là bạn nào cần hỗ trợ liên quan đến chuyên môn, cần tôi dẫn dắt thì các bạn có thể inbox cho tôi để được hỗ trợ về các chuyên đề các chương trình đào tạo chuyên sâu về thuyết trình để giúp cho các bạn trình bày nó chuyên nghiệp hơn nhé Ok, và các bạn hãy cùng comment một lời chào. Hãy cùng comment một lời chào ở phía dưới để chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt nhau được không nào? Ok, hãy cùng comment một lời chào phía dưới. Để chúng ta hãy cùng nhau là chào tạm biệt nhau nhé các bạn một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều à, những người bạn thân quen và cả những người mà mình cũng chưa tương tác à, cũng đã comment rất là nhiệt tình trong cái buổi live stream ngày hôm nay à, chúc các bạn có một buổi tối à, thật là vui vẻ nhé một giấc ngủ thật là ngon và đặc biệt hơn là chúc cho các bạn công việc luôn luôn thuận lợi hãy cùng comment một lời à, chào nào đó ở cuối cùng Được trợ một lời chào nào đó đi ạ à, một lời chào nào đó để chúng ta sẽ khép lại buổi live stream ngày hôm nay à, đừng quên là chúng ta những bạn nào quan tâm nhiều hơn có thể tìm kênh YouTube nha. Kênh YouTube là Trainer Nguyễn Văn Minh và subscribe kênh để cập nhật những video thực sự là giá trị thiết thực giúp cho các bạn nha. Rồi và hãy cùng comment một lời chào nào đó phía dưới và chúng ta cùng nhau chào tạm biệt nhau trong ngày hôm nay và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gửi lời chào, lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả các bạn nhé. Ok, bye bye, bye bye. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nhé.